Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Các bạn có thấy chung cư này quen không? Và đúng như vậy, đây chính là chung cư Gia Phú tại Bình Tân, nơi team Minh Phụng Music tụi mình đã bàn giao rất nhiều cây đàn KS1 ở chung cư này. Và hôm nay mình lại rất vui khi có dịp lại cùng anh em bàn giao cây đàn Kidman KS1 Bluetooth đến với khách hàng là một em gái dễ thương tại đây. Mời anh em bắt đầu video nhé. Xe Lalamu đã tới, team tụi mình đang điều phối xe vào bãi để đến điểm nhận hàng nhé các bạn. Chiếc Lalamu tiến đến chậm chậm và mình sẽ bắt đầu cho đàn xuống. Đối với những cây đàn to như KS1 Bluetooth thì bên Minh Phụng Music tụi mình sẽ book những chiếc xe Lalamu giao hàng để đảm bảo an toàn cho đàn và đúng hẹn. Đặc biệt là team sẽ luôn luôn vận chuyển và lắp đặt miễn phí. Như trong video này anh em sẽ thấy, được quà tặng theo đàn dành cho khách hàng là một chiếc ghế piano cao cấp. Bây giờ đàn đã vào nhà và tụi mình sẽ tiến hành lắp đặt nhé. Các bước rất quen thuộc nên việc lắp đàn diễn ra rất nhanh chóng. Đầu tiên chân đàn được canh chuẩn theo pedal, lắp cố định với hai con ốc bằng tu vít. Các bạn thao tác như trên với chân còn lại nhé. Thân đàn được nằm xuống để gắn tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp đầu đàn vào và cố định vị trí với ốc và tu vít ở dưới đầu đàn. Đối với những cây đàn lớn như KS1 Bluetooth thì đội đi lắp đàn của Minh Phụng Music sẽ có ít nhất 2 bạn, bởi vì ở các mẫu đàn này có khối lượng rất nặng, mang vác và di chuyển rất dễ gặp tình huống không mong muốn. Cây piano đã được lắp hoàn chỉnh. Các bạn đang cùng với em bóc siêu chiếc piano này lần lượt từ siêu nắp rồi đến siêu phím. Những cây đàn của nhà Kidman luôn được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng, đồng thời từng model đều có những lớp siêu bảo vệ tránh bụi bẩn và giữ vẻ đẹp hoàn hảo cho phím đàn. Sau đó nhân viên bên mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo đàn hoạt động tốt tất cả các chức năng. Mời anh em ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi trên phiên bản màu trắng của KS1 Bluetooth nhé. Với kiểu dáng upright cổ điển, KS1 Bluetooth dễ dàng hòa quyện vào mọi không gian, kích thước được tối ưu với các chi tiết như nắp phím và pedal đều được hoàn thiện tỉ mỉ, độ bền cao. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn, cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại khác như metronome đếm nhịp, Trinova trộn tiếng, Jazzbo tăng giảm tông và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal, sustain pedal, sustain auto, soft, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định. Với hai loa công suất 25W dưới thân đàn, chính sách dành cho khách hàng khi mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi bàn giao món quà sinh nhật đến với khách hàng đã thành công rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 và nhanh tay truy cập fanpage website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.